Khoảng 7 giờ sáng hôm nay, ngày 4 tháng 10 năm 2014, trên đường số 7 khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy làm hai người chết. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Tuấn, 40 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Nam và Phạm Quốc Kiên, 38 tuổi, quê ở tỉnh Long An. Cả hai cùng đi làm trên một xe máy thì gặp nạn. Thông tin ban đầu, khi đó ông Tuấn chở ông Kiên trên xe máy lưu thông trên đường số 7 hướng từ đường Quách Điêu về quốc lộ 1. Khi vừa qua giao lộ đường số P11 thì xe máy va chạm với xe tải biển số 51C37946 do tài xế Nguyễn Thanh Tuấn, 22 tuổi, quê ở Vũng Tàu điều khiển chạy hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh làm ông Kiên ngồi sau ngã đập đầu mạnh xuống đường chết tại chỗ. Ông Tuấn bị thương rất nặng, được bảo vệ khu công nghiệp Vĩnh Lộc đưa đi cấp cứu nhưng chết trước khi đến bệnh viện. Tổ xử lý tai nạn công an huyện Bình Chánh đã đến khám nghiệm hiện trường và đưa hai phương tiện về trụ sở để làm rõ nguyên nhân.